Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Daily AZ. Tuổi trẻ luôn thích khám phá những trò chơi cảm giác mạnh hay tận hưởng những thú vui độc lạ trong cuộc sống. Ngâm mình trong dòng nước trong veo mát lạnh hay cùng bạn bè chơi đùa trong một bể bơi độc đáo nào đó. Vâng, quả là điều thú vị đúng không nào? Hôm nay tôi sẽ gửi đến cho bạn những đoạn video ghi lại những hồ bơi kỳ lạ mà tôi nghĩ bạn sẽ rất vui khi xem chúng. Nào, chúng ta cùng nhau khám phá với video 5 hồ bơi kỳ lạ nhất mà bạn không ngờ rằng nó tồn tại. Nào, let's go! Số 5. Đa số mọi người đều muốn đến một nơi thật tuyệt đẹp hoặc một nơi nguy hiểm vào kỳ nghỉ. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là một nơi có sự pha trộn cả hai điều trên. Hồ của quỷ, The Devil Pool, nằm trên rìa của thác Victoria. Nó là thác nước hùng vĩ cao nhất thế giới. Tôi không đùa đâu, nếu có dịp bạn phải đi đến đây. Vì lý do an toàn, bạn không thể đi một mình. Tuy nhiên thật lòng mà nói, hồ của quỷ đáng để bạn đến thăm. Chỉ từ video này thôi, tôi khẳng định đây là nơi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời nhất trên thế giới mà không có nơi nào khác trên hành tinh này có được. Số 4. Thiên nhiên tạo ra những nơi đẹp đẽ và nguy hiểm, nhưng không có gì có thể đánh bại con người về việc tạo ra những nơi điên rồ nhất để tham quan. Nemo Baba là hồ lặng trong nhà sâu nhất trong lịch sử thế giới. Thực tế nó sâu đến nỗi có những hang động giả được xây dựng trên đường lặn xuống. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng vì theo những người đã xây dựng cho biết thì chiều sâu của hồ sâu tới 39m. Điều tuyệt vời là nước trong hồ luôn ấm. Nhưng có một điều không tốt là hồ thường được sử dụng cho những thợ lặn chuyên nghiệp và những nhà quay phim dưới nước nên thường kín lịch trong vòng vài tháng. Số 3. Nếu bạn đến một khách sạn sang trọng và bỏ ra một đống tiền, tất nhiên là bạn muốn có một hồ bơi xa hoa. Và đây là một trong top những nơi mà bạn muốn ghé đến. Công viên mặt trời Marina Bay Sands. Công viên này có hồ bơi dài nhất thế giới và xứng đáng là đẳng cấp của sự sang trọng. Tôi thích sự trong suốt của cảnh hồ và tầm nhìn tuyệt vời của nó. Nhưng nếu bạn vẫn cần sự thuyết phục thì nó còn hơn thế nữa. Giây phút mà bạn ra khỏi hồ bơi, bạn sẽ được bao quanh bởi những đầu bếp nổi tiếng nhất và những câu lạc bộ đêm độc quyền. Từ hồ bơi này, chúng ta có thể quan sát toàn cảnh Singapore trải dài đến tận đường chân trời hiện ra thật ngoạn mục. Số 2. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để thư giãn hoàn toàn, chắc bạn sẽ không nghĩ đến Utah. Nhưng hóa ra, nó còn vài điều thú vị cho bạn đấy. Khu nghỉ dưỡng Homestead có 70 cái động hồ với nước nóng tự nhiên, nước luôn nóng trong cả năm. Đây không phải là nơi để bạn đi bơi như thường ngày, mà đây là một cái động đá vôi. Nhưng nó rất thú vị khi bạn có thể lặn bằng ống thở hoặc lặn với bình dưỡng khí tới đáy hồ nếu bạn đủ tự tin. Không chỉ thế, hang động còn đẹp hơn bạn tưởng tượng đấy. Vì vậy, không có lý do gì để bỏ qua hồ bơi này cả. Thank you.
cùng là số 1. Tôi thừa nhận là tôi có chơi chiêu với các bạn vì đây thật sự không phải là một cái hồ bơi, nhưng nó cơ bản khó có thể nhận ra sự khác biệt. Hồ bơi này là một ảo ảnh được một nghệ sĩ tạo ra cho một bảo tàng vài năm trước, nhưng nó rất có sức thuyết phục. Bạn có thể thấy mọi người đang hít thở và nói chuyện trên sàn của hồ bơi, cảm giác như họ đang ở dưới nước và bạn có thể thấy cả bề mặt nước bên phía trên đầu của họ. Điều này thật đáng để khâm phục. Tôi rất muốn biết làm như thế nào mà họ có thể tạo ra cho nó một cái nhìn giống như thật như vậy. Và tôi dành điều kỳ diệu này cho các bạn. Các bạn có thể nói lên ý kiến trong phần bình luận bên dưới. Các bạn vừa xem xong top 5 hồ bơi kỳ lạ bạn không ngờ tồn tại trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.